Xin chào mọi người. Thì mình tên là Đoàn Tuấn Kiệt. Mình vừa hoàn thành xong lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Thái Phiên ở Đà Nẵng. Vừa rồi mình có tham gia chương trình học bổng trung học công lập Mỹ và mình đã đậu được visa. Thì sắp tới mình sẽ học lớp 11 tại Gallatin High School ở bang Montana. Trước đây thì em cũng rất thích đi du học, nhưng nó chỉ ở là thích thôi. Nhưng sau khi em tham gia hội thảo ở EduPath thì em được cô Thiệu Hạnh giới thiệu cho các cái môi trường, các cái quyền lợi của em khi mà em tham gia du học ở tại Mỹ. Thì em thấy em có quyết định chín chắn hơn về tương lai của mình. Biết được chương trình này thông qua buổi hội thảo ở EduPath thì em sẽ được học tại trường công lập Mỹ và được ở với nhà host bên Mỹ trong vòng 1 năm. Em nghĩ đó là một môi trường tốt dành cho em để cải thiện được khả năng tiếng Anh, khả năng giao tiếp và cải thiện được mọi mặt của bản thân em. Em sẽ có được một sự chuẩn bị tốt để cho chương trình đại học và cả tương lai sau này. Em nghĩ điều ấn tượng nhất đối với em ấy là viên chức lãnh sự. Ông ấy là một người hòa đồng, rất thân thiện. Khi em vừa bước vào thì họ đã chủ động chào hỏi em trước để tăng sự thân thiện giữa hai người, giúp cho buổi phỏng vấn suôn sẻ hơn. Em nghĩ phải có một sự chuẩn bị tốt. Khi mà mình có một sự chuẩn bị tốt thì mình chắc chắn sẽ rất là tự tin. Mình sẽ không phải lo sợ quá nhiều. Khi mà mình tự tin thì sẽ giúp cho cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ trở nên vui vẻ hơn và sẽ không bị vấp. Em đã có một khoảng thời gian dài để tập phỏng vấn tại EduPath thì các cô ở trong EduPath đã giúp đỡ em rất nhiều trong chuẩn bị thông tin dành cho em, sẵn sàng mọi thứ và giúp em có được sự tự tin bước vào buổi phỏng vấn. Thật ra em nghĩ là chỉ cần có một sự chuẩn bị tốt thôi và thì sẽ giúp được tất cả mọi thứ, mình có thể tự tin hơn. Mình có thể không có bị lo lắng, không bị lo sợ nữa. Xin thì em muốn cảm ơn ba mẹ trước ạ, vì đã hỗ trợ em trong việc tham gia chương trình cho em sang Mỹ du học. Và thứ hai là em muốn cảm ơn các chị ở EduPath đã giúp em trong việc chuẩn bị hồ sơ, tập phỏng vấn trước cho em. Và em cũng chúc các bạn sắp tới khi đi phỏng vấn hoặc là có ý định tham gia du học Mỹ thì sẽ hoàn thành được ước mơ của mình.